Tụi mình đang đi tham quan cái mô hình trồng vả của nhà bác á, bác Đoàn. Nó khó lắm, khó trồng, khó như vậy là khó, là khó chia cây đó. Dạ. Dạ. Trồng hết rồi nó chỉ là chia cành ra thôi, một cái thủ tục. Dạ. Bớt giỡn hàng luôn. 10 ngày sau là coi như tết nó lại đầy hết. Bớt giỡn thì bị kiếm điểm hơn hàng. Cỡ 10 ngày sau. Cây này bắt trồng lâu chưa? Trồng cái này cỡ 3 năm rồi đây. Dạ. Nha kiểu. Cỡ 10 ngày sau là tết nó đang đầy lại hết. Dạ. Chút vừa chụp cây đằng kia này, trái nó nhiều hơn. Trồng để rồi mình ăn thôi. Dạ. Nhiều sao thấy nó kinh tế bón được. Ừ. Cứ một ký như vậy là bình quân là cái thời bình giá rẻ là 10 ngon. Còn cái hồi mình nó mua đét chút là 15 ngon một ký. Ừ. Bây giờ là nhà bác có mấy cây hết? Của bác hả? Bác nhiều chắc cỡ 6-3 cây. Dạ. Sắp đến nhà bác sẽ trồng nhiều hơn nữa. Dạ. Đang tiếp một mớ số cành. Ừ. Quả này chú tống lẻ đấy. Ừ. Thấy cây cái nhiều không? Đây nó mới ra nhỏ nhỏ chừng cỡ 3 ngày nữa là nó lớn. Để lớn cho ta. Lúc còn lẻ là coi như bón thôi. Rồi nó ra cái khóc thôi. Trang rồi cái là nó ra liên tục. Ra khoảng trên 200 trái mà cứ hết trên cơ là một tháng là có trái lẻ, tháng có trái lẻ. Cứ hết xong rồi cỡ một tuần lễ là nó có trái lẻ. Nhưng mà cũng lớn không đến nổi, do là bổ cũng lớn. Chú định trồng nhiều nhưng mà hết đất rồi, rồi chỉ trồng một số ít nữa thôi. Do chú trồng đủ thứ cây đó. Thank you.